Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yeah. Ok. Thì hôm nay mình đang ở trong một cái world sinh tồn của mình đây anh em. Mình sẽ cho anh em xem đây, từ từ. Đây là cái world của mình. Thì hiện tại đó là mình thấy là ở bên world của mình nè, mới có một người chuyển đến đây. Thì họ đang mở ra một cái shop bán thú cưng nè anh em đó. Thì hôm qua mình có đi ngang thì mình thấy quá trời những con thú cưng khá là dễ thương luôn. Đó, mình lại cho anh em xem nè, hình những con thú cưng gì một mắt nè, nhìn dễ thương quá nè. Đó, thì theo như mình thấy anh em, là trong team của mình á thì có mèo Simmy nè. Simmy hình như là đang nuôi một con chó có tên là bé Mưa thì phải. Đó, rồi mình thấy bé Mưa cũng khá là dễ thương, rồi mình cũng hơi thích. Sau đó là mình thấy là Timmy cũng có nuôi một con mèo, và con mèo tên là Châu nè, mình thấy cũng thích quá. Hay là bây giờ tại sao mình lại không nuôi một con gì đó ở trong game ta? Mình nghĩ là được á chứ. Ba hồn bị vía, ba hồn bị vía, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, ba hồn bị vía sáng giờ bệnh yếu quá, không có ai mua con nào lắm. Tao đi khỏi coi trời. Ê, ông ơi, ông ơi, ông ơi. Con muốn mua, con muốn mua thú cưng. À, muốn mua thú cưng đúng không? Dạ đúng rồi. À, ở đây thú gì bưng bán hết á, trời ơi. Ôi, con thấy là shop của ông mà mới mở ở chỗ con mà thấy là quá cho thú cưng dài luôn này, để coi coi. Ôi, cái con màu xanh xanh một mắt trên đây là con gì ông? Trời ơi, nhìn phát dân chơi nhìn phát biết ngay con gì. Đây á, đây là hai cái loại thú cưng này. Confirm giờ mặt trăng. Confirm gì bây giờ, confirm gì mặt trăng gì đó con. Confirm tức là đến từ, người ta nói tiếng Anh cho chuyên nghiệp, đến từ phía mặt trăng. Hai con này bắt từ trên mặt trăng, lôi cổ nhét vào tàu du hành vũ trụ mang về trái đất bán. Trời ơi, con này mua con này bắt từ mặt trăng luôn hả? Đúng rồi, xin giới thiệu con màu xanh này tên là nữ hoàng băng giá. Nữ hoàng băng giá, Elsa phải không? Elsa. Elsa đó. Con màu đỏ này, hai sừng này là con tên là Tiến Đạt. Con này tên là hoàng tử mặt trời. Hoàng tử mặt trời. Wow, ghê. Ủa anh em ơi, mấy con này là bắt từ mặt trăng á anh em, mình mà nuôi mấy con này là ngầu lắm luôn á trời. Ui ghê quá. Ủa, mà giá của hai con này là nhiêu tiền vậy bác? Hai con này hả? Dạ. Nếu mà mua lẻ thì mỗi con là 1.000 đô. Còn mua cả hai con thì giá là 3.000 đô. Cái gì? Giá 1.000 đô. 1.000 đô mà đổi qua tiền Việt Nam 20 mấy triệu luôn hả? Trời ơi, hàng từ mặt trăng về nó phải xịn sò. Nhưng không sao, nếu mà giá tiền mà không mua được á, chúng tôi có lại hàng tiếp theo. Đây là con Mr. Cục, hay còn gọi là chim cánh cục, gọi tắt là cục chim. Cục chim, chim cánh cục, gọi tắt là cục chim. Ủa nghe. Đúng rồi. Dạ, rồi sao bác? Con cục chim này là đến từ Bắc Cực, không phải đến từ mặt trăng nên giá nó mềm hơn. Chỉ có giá là 100 kim cương. 100 kim cương? Nhưng mà con mới chuyển đến đây con chưa kiếm được công ăn việc làm nữa, tiền đâu mà có 100 kim cương. Có con nào lại rẻ hơn bác? Ok rồi, giờ không mua được mấy hàng quý thì mua cái hàng bình dân ở đây. Con gà và con nhện đến từ gọi là người dân nuôi trồng được thủy hải sản. Con này chỉ có giá là 50 kim cương. 50 kim cương? Một con gà mà 50 kim cương? Hả? Con tính ra con gà này con thấy ở ngoài kia nó chạy lông nhông quá trời luôn mà. Thôi đi ông ơi, tao con gà này, con gà cảnh nè, nó đắt tiền hơn. Đúng rồi, thôi bây giờ từ sáng rồi tao không bán được hàng rồi. Mày ra mày cầu cắt đó, bây giờ mày coi mày lấy được con gì mày lấy đi thằng kỳ cục. Con dọn dẹp đồ đạc đây nè. Mệt ơi là mệt, dọn phòng mệt quá đi rồi, mấy cái thùng mình chưa xong nữa. Ủa bác sao tự nhiên bác dọn hàng chứ vậy? Bác dọn thùng gì tùm lum la vậy? Dọn thì cứ mới có khách người ta vô, mới nhập hàng về sáng nay chưa kịp cất. Dạ, để con dọn phụ bác nha. Ủa bác ơi, bác ơi. Vô đây, bác vô đây. Ủa cái con gì, con gì nhìn dễ thương quá hả? Ờ, con này hả? Dạ. Con này là, con này hả? Con này tên là, nói chung là nó là một cái loài mà xuất phát từ gọi là con gấu. Xong rồi nó ở cùng con chó, nó đẻ một con gọi là, gọi tắt con này là gấu chó. Gấu chó, phải rồi. Ủa, có gì, con gấu nó ở chung với con chó, sao nó đẻ ra con này là con gấu chó? Đúng rồi. Phải rồi, con gì con nghiệt, nghe cái tên lão vậy, nhưng mà nhìn nó dễ thương nhưng quá. Nhưng mà cái con này á, là hàng lối bịch. Bán không được hả? Ừ, chả ai mua cả, ai là mua gấu chó chứ trời. Ôi, không ai mua con luôn hả? Trời ơi, tội nghiệp quá, nhưng mà nhìn nó cũng dễ thương mà sao không ai mua ta. Ôi, vậy con mua con này đồn, con này giá nhiêu tiền hả? Con này à, con này bán, nói chung là chả đáng thì bán luôn á, con này không đáng giá. Nhưng mà nếu mà cậu muốn lấy gì, chẳng giờ chứ anh gì.
Bây giờ có đồ ăn thì đưa hết đây là đổi cho con này nè. À dạ dạ dạ, để con xíu tụi cái gì chứ tưởng cái đồ ăn thì nhà con có nhiều lắm bác ơi. Ok anh em ơi, thì bây giờ mình sẽ về mình lấy dưa hấu bí ngô trong ruộng mình nè. À. Mình qua mình đổi để mình lấy cái con gấu à, không cái con chó, à, không cái con gấu lai chó nha. Trời ơi, trời cái gì đâu mà con gấu nó ở chung với con chó, xong nào nó đẻ ra con gấu lai chó phải nồi. Để mình phải lấy con đó mới được. Trời ơi. Hay là bây giờ mình sẽ đặt tên cho nó là gì ta? Nếu mà là một con chó hả thì mình chắc là nhà mình ở ngoài đời á thì mình đang có nuôi một con chó có tên là Bạch Tuyết. Ừ, cái con á nó cũng trắng tinh nè, hay mình đặt tên cho nó là Bạch Tuyết luôn đi ta. Cũng được á, cũng được mà. Ừ, ok, từ từ. Để mình phải lấy đống bí ngô nè, mình qua mình đổi lấy con Bạch Tuyết mới được. Đó, từ nay mình sẽ gọi nó là Bạch Tuyết nha. Ôi, mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy cái con chó này nhìn dễ thương không? Bạn nào thấy nó dễ thương hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Đó, mình cũng không biết nó là con chó hay là con gấu Bắc Cực nữa. Mình bây giờ mình chẳng biết luôn trời. Tại vì mình nhìn nó vừa nhỏ như là con chó mà nó cũng có cái tai tròn tròn như là con gấu. Giờ mình chẳng biết nó là con gì luôn. Ok, từ mình sẽ lấy đống bí ngô này mình qua mình đổi lấy gì đó. Con chó nha, con Bạch Tuyết nha. Ok, từ từ mình qua coi. À bác ơi. Ai nhai. Bác ơi nè, ở nhà con đang có rất là nhiều dưa hấu với bí ngô luôn. Bác làm ơn bác đổi cho con gấu ở nhà con chó đó được không? Mình đã cần đồ ăn mà tại sao thằng này mang toàn trái cây ra? Thôi kệ, sao hôm nay ăn giảm ký được á. Thôi được rồi, đấy vào lấy chắc cô đi về đi. Dạ, trời ơi dễ thương quá, để con đem nó về mới được. Bạch Tuyết ơi, về đi theo anh nè. Bạch Tuyết ơi, đi đây nào. Trời ơi, ngoan quá anh em, nhìn kìa nó đi theo mình kìa. Trời ơi, dễ thương quá. Đi theo anh nè, chạy nhanh lên, lại đây nè. Ôi dễ thương quá. Ôi cái gì vậy? Đi đâu? Dạ, em đi chơi anh. Đi chơi hả? Ôi dạ. Hôm nay đi chơi đâu mà lại lạc vào địa bàn của tao, hơi buồn ha. Dạ, anh là ai vậy? Tao xin chữ giới thiệu với mày. Tao là người đầu gấu nhất vùng này. Tao là thằng mà nghe tên ai cũng phải khiếp sợ. Tao là Trần Văn Tèo. Trần Văn Tèo. Em không biết anh là ai là sao em sợ được. À, mày không biết tao là ai hả? Dạ. Với cái cú đấm này của tao mà cũng vừa khiếp với cái khuôn mặt mày ông ta. Anh làm gì mà anh đánh em có làm gì anh đâu. Mày, tại vì mày đi trên đất của tao thôi. Bây giờ tao không nói nhiều nè. Bây giờ hôm nay tao đang thiếu tiền đi chơi net nè. Mày phải đưa tiền cho tao để đi chơi net. Không thì tao sẽ cho mày nguyên cái cú đấm bay cái mỏ mày, tin không? Dạ. Ôi, tiền hả? Tiền hả? Giờ trong người em thì chỉ có tiền. Ê, Bạch Tuyết. Con có tiền không? Hay là con có cục xương nào không? Cho ảnh đi. Mày xúc phạm em tao mày. Dạ. Tao nói mày nghe nè. Tao là gọi là một cái thằng cướp tử tế nhất Việt Nam nha. Tao nhìn mặt tao mới cướp nha. Mày có chó để nuôi nha, tức là mày phải có tiền thì mày mới nuôi được chó. Mà mày bây giờ mày có đưa cho tao không? Dạ anh ơi, em mua con này rẻ tiền lắm. Nó chỉ mua bằng bí ngô dưa hấu à. À đúng rồi, hay bây giờ em lấy bí ngô dưa hấu rồi em tặng anh đem về nấu cháo ăn được không? Cái gì? Mày nhìn cái gương mặt tao như vậy mà mày bảo tao ăn bí ngô dưa hấu, ý mày nói mặt tao như mặt cỏ dâu không? Dạ không, em có ý vậy. Ý mày nói tao giống như mấy ông sư tu trong chùa này chặt đầu không? Dạ không, em đâu có ý gì đâu anh ơi, anh oan cho em quá. Mày đã không đưa tiền cho tao mà lại còn xúc phạm tao, điều này là không thể nào mà chấp nhận được. Rồi sau này làm sao mà tao nhìn mặt bạn bè được, làm sao tao nhìn mặt xã hội được, đi ra ngoài đường làm sao người ta chiêm nể tao được? Để con chó nó nhìn tao nó cũng quay đít mà tao thì nó không cần nhìn tao luôn. Bây giờ tao sẽ đánh mày bởi vì con chó quay đít mà tao. Trời, mọi người ơi, cái anh này ảnh quýnh mình, cái con Bạch Tuyết nó bảo vệ mình cho nên nó cắn cái ông này xỉu luôn rồi. Ủa Bạch Tuyết ơi, về con ơi, trời ơi, ông xỉu mất tiêu rồi. Ui trời ơi, đầu gấu hả? Này thì đầu gấu hả? Lần sau đừng cứ mà quýnh tôi với nha, tôi không sợ nên lại tôi có Bạch Tuyết bảo vệ này. Về con ơi, về. Ủa anh em ơi, Bạch Tuyết giỏi quá. Bạch Tuyết dám bảo vệ mình luôn nè, trời ơi, dễ thương quá. Ôi con ngoan lắm, về nhà ta sẽ thưởng cho con 10 cây xúc xích luôn. Đi. Ôi, ok anh em ơi, hôm nay là mình đã có thể nhận nuôi một bé Bạch Tuyết. Đây, bé này là một bé chó Bạch Tuyết đó, rất là dễ thương luôn. Thôi mình gọi là bé cuốn đi, nghe cho dễ thương đó. Bé này rất là ngoan luôn nha, và đặc biệt là biết bảo vệ chủ nè. Hồi nãy mình bị kẻ côn đồ đánh á, mà bây giờ Bạch Tuyết á nó cắn kẻ côn đồ nó bảo vệ cho mình luôn. Trời ơi, ngoan quá, kỳ này về phải thưởng cho nó mới được. Ngoan quá. Ôi, đi chơi nha, tí nó quay về nhà nha. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero, đó chính là anh Mr. Vịt.
Timmy TV, Camui TV nè, Kairon TV, Mèo Simmy, Sammy Đào và Khang Dừa đã sub ra ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.